Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Đất Thắng anh em. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một con Giang Ma HX7. Đặc biệt cái dòng này là em rất là khoái nó luôn anh em. Còn anh em không biết thì sao nha. Em chứ khoái nó đơn giản là thứ nhất là nó mạnh anh em ơi, với nó đầm. Em chứ khoái nhiều thôi. Còn về cái độ bền thì dòng này thì theo em thì em rất là kết nó luôn. Nó rất là bền mà giá thành nó thêm là nó tương đối dễ mua nha mày. Cái này chi tiết của cái máy này em xin quay thật là kỹ cho anh em mà con cô bác mình ha. Cái này là HX70. Cái này thì bình dầu người ta thiết kế theo hồi trước là có cốc đề nè. Nhưng mà cốc đề chắc trên bãi người ta lấy rồi nha mày. Chỉ còn lại cái khoảng trống thôi. Nhưng mà cốc đề thì mất tiêu rồi. Bên em hoàn toàn không có lấy cốc đề này nha anh em. Có sao là tụi em bán vậy. Về sau là bán vậy đó. Máy này thì bao zin cho anh em bà con cô bác mình. Còn dàn áo thì nó hơi thiếu nhiều nha anh em. Rồi con lấy nắp dầu dặn cho bà con cô bác mình ơi. Cái nắp dầu này em quên hoài luôn. Nó về ngày nào cũng có kiếm cái đồ lấy nắp dầu. Mà cái chỗ lấy làm cho nó hết hàng rồi chứ. Máy thì nó nguyên bản nhưng mà nó được có một cái là cốt giữa nữa nha. Cốt giữa một số bà con nếu mà chạy xong á. Thì cốt giữa làm dàn cầu dễ hơn là cốt nằm bên. Cốt nằm bên thì mình làm cái nền máy phải cao hơn để quay cho nó không có dướng. Con này là cốt giữa nè, rất tiện cho bà con cô bác mình quay á, mình làm dàn cầu á. Máy thì nó vô dạng tầm trung, không đẹp không xấu nữa. Cái này nó 2.7L là cái lượng nhớt nó tương đương như cái đất 90 mình á. Cái đất 90 mình nó cũng là 2.7L. Bộ khóa dầu là nguyên bản theo máy hết. Còn nó có căng thì không có đụng chạm gì trong cái chân lên. Máy nó thì như đây. Ngoại hình thì nó hơi xấu nữa nè. Cái này bà con em quay kỹ cho bà con cô bác mình coi ăn chứ hồi sống hơi nè, để em quay thật là kỹ. Anh em nhìn lóc nó đẹp nè. Còn ra nó đẹp luôn. Đây. HX7. Số như ghi là 043 09 nè. 043 09. Ngoại hình thì không có gì đặc biệt mà cái lốc được, có cái lốc nó đẹp thôi mình. Còn mấy cái này là cái báo nước, nhưng mà nóng lên cái này nó báo, nhưng mà mình đem về mình thì mấy cái này mình chức năng này mình không có sử dụng nữa. Chức năng là mình chắc cho nó gọn. Bô e thì nó cũng tàn tạ dung nhang luôn anh em ơi, nó xấu y bon em luôn á. Nói chung là em xấu làm sao có máy y bon luôn á. Chụp bánh chớn nó còn nguyên luôn. Buông đi cho máy này 2 gạch. Cái này có bắn tắt anh em. 2 gạch một tắt. Lóc nó anh em nhìn đẹp. Nguyên chi vô anh em. Nhìn dấu này thì anh em không biết em. Cái này có bu lửa là nó đã mất lâu rồi nè. Ốc nhìn nó cũ rồi nè. Ốc nó cũ rồi nè. Cái này công sức của nó trong đường theo em biết thì anh em kéo có khoảng 3,5 kg cùng đi mua á. Còn nếu anh em có cái vuông thì từ 8 đến 15 con đất là anh em bơm rất là vừa. Còn là chạy vỏ máy gì cái dòng này nó rất là mạnh luôn. Giác đầu mới xới thì dùng nào mà đất lúng á, ta hay xài những cái máy này. Những cái độ mạnh nó dữ lắm luôn. Thì nó có bú dục, nó đầm. Đặc biệt là anh em giác mấy cái bơm dân thể thôi anh em có né ha. Nó chạy đậm nó lâu hơn cái chân ngọt của người ta lắm. Có người ta làm như bình thường những cái dòng máy khác anh em chạy dựng năm nó sức mới hàng ở trên. Con này rất là lâu, 5,5 năm. Rồi giờ bắt nhờ con trai có thằng cho bà con cô bác mình coi. Trời ơi bữa nay phát hiện cái giò đi xăm nữa không ơi, xăm cái gì á? Con chích cần mà. Sao nó đâm nó đâu xăm cái giò gì? Ta ngồi cái quần ra người ta xăm chóng quá. Đang là cái da sống thôi nè, đang là cái da sống. Nó dựng cái da hơi khó nè, con cho nó lên hết da rồi mình chỉ là. Đang là cái da sống, bởi không có chỗ dựng. Đang bỏ ra đi nè. Cái hồn quá, anh đợi anh em có nghe quá.
hơi khó, cái là sợ anh em về là không được. Cho nên anh em nào có chốt được cái máy này thì bên em sẽ hàng cái anh cái bút anh em cái bô hay không được cái mặt gam thì sợ anh em làm không được này. Mặt gam tam giác còn bên em thì làm được nhưng mà hơi cực công. Xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình nhé, nếu mà bà con cô bác nào cần quay lại thì em có cái đơn hàng nào bên dịch vụ mà tôi gọi anh em ơi, bên dịch vụ gian hàng gọi em mới nghe cái này em bán rẻ cho anh em bà con cô bác mình luôn. Bữa này anh em khó nghe tiếng quay quá mà bên em trời ơi quá cảm ơn luôn à, cái máy anh nó kêu quá trời em nói chuyện không được gì hết trơn luôn, nó kêu đang gió nhưng nó kêu dữ cho ta. Rồi cái HS70 này em bán cho anh em là 4.8 triệu em bao ship rồi nè. Anh em nào mà tự vận chuyển được thì em trừ lại 400.000 tiền phí vận chuyển nha. Anh em nào làm được hú em nha. Và đặc biệt là cần thêm chi tiết về thông tin cái máy này để em quay thật là kỹ lại. Vì nãy ồn quá em không có nói chuyện được anh em ơi. Chứ cũng hơi khó quay. Mong anh em thông cảm nha. Rồi chào tạm biệt anh em.